Vậy là chiếc xe VinFast VFE 34 đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là sự kiện lịch sử có 102 được tổ chức trong năm nay của ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Việt Nam nói chung, mở ra một kỷ nguyên chế tạo về cơ khí, máy móc mà trong số đó đỉnh cao là xe điện. Chúng ta thấy gì từ sự kiện lịch sử này? Hãy đi cùng chúng tôi để phân tích và mổ xẻ, đưa ra những ý kiến bình luận dự đoán cho tương lai của thị trường ô tô trong nước và quốc tế. Chào mừng các bạn đến với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Sau 4 năm 1 tháng kể từ khi tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện được đặt tại Cát Hải, Hải Phòng chính thức đi vào thi công, đặt những nền móng đầu tiên vào tháng 9 năm 2017. Kể từ đó, VinFast bắt đầu vạch ra những kế hoạch cụ thể với mục tiêu là sản xuất ra những chiếc xe máy điện, ô tô chạy bằng động cơ đốt trong và tương lai là hướng tới sản xuất các phương tiện thân thiện với môi trường đang dần trở thành xu hướng chuyển dịch ở trên thế giới, trong đó có xe ô tô điện. Nhìn lại sự kiện VinFast cho ra mắt hai mẫu xe Lux A và Lux SA 2.0 vào tháng 10 năm 2018 tại triển lãm Paris Motor Show, người ta không thể tin được rằng một hãng xe của Việt Nam chỉ mất chưa đầy một năm đã cho ra mắt hai mẫu xe sedan và SUV 7 chỗ trưng bày tại triển lãm lớn nhất nhì trên thế giới ở Kinh Đô Ánh Sáng, nơi có lịch sử phát triển xe hơi cả trăm năm tuổi. Vào đúng vào tháng 10 cùng thời điểm năm ấy, tháng 10 của năm 2021, VinFast chính thức cho ra mắt mẫu xe ô tô điện VFE 34 trước sự ngỡ ngàng của cánh báo chí truyền thông trong nước và cả quốc tế. Xóa bỏ những định kiến về một đất nước lạc hậu, bao nhiêu năm không thể sản xuất ra nổi một con ốc. Tuy nhiên, con đường phía trước còn rất nhiều chông gai và thử thách đối với hãng xe Việt. Ô tô là ngành công nghiệp chế tạo tỷ đô, là xương sống kinh tế của một số quốc gia hùng mạnh như Nhật, Đức, Hàn. Vì vậy, cuộc chơi này không dành cho những kẻ mộng mơ và tính toán sai lầm nếu không muốn trả giá đắt như một số bài học nhãn tiền còn đó của Daewoo, của Holden hay mới đây là tập đoàn ô tô Trung Quốc Berlinghe phải tuyên bố phá sản hoặc bán thương hiệu của mình cho những kẻ ngoại đạo. Do vậy thì những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện chỉ sau 3 tháng chính thức mở bán và chưa hề ra mắt. VFE 34 đã có trên 25.000 đơn đặt hàng, trong khi đó Tesla mất 12 năm để bán được 100.000 xe. Hai hãng xe Trung Quốc là Xpeng và NIO mất 6 năm để đạt được con số đó. Vậy đây có thể coi là một trong những triển vọng phát triển rất tươi sáng của ô tô Việt Nam. Muốn chiến thắng được trên sân khách, việc đầu tiên chúng ta phải thắng được ở trên sân nhà, phải làm chủ được cuộc chơi và tạo ra được xu thế. Điều đó VinFast đang thể hiện và làm rất tốt với chiến lược đứng trên vai người khổng lồ Vingroup. Sự ấu tuân mạnh mẽ về tài chính và hệ sinh thái đã giúp cho VinFast mở rộng được 64 showroom và 57 xưởng dịch vụ trải dài khắp các tỉnh thành, được thống kê tính đến tháng 10 năm 2021. Một con số mà Hyundai thành công đã phải mất gần 10 năm mới có thể thực hiện được. Và dĩ nhiên việc mở rộng hệ thống đại lý của VinFast sẽ không dừng lại ở đó. Doanh số bán hàng của hãng tăng trưởng mạnh, đã có những dòng xe ví dụ như VinFast Fadil Lux A 2.0 luôn luôn xuất hiện trong top 10 dòng xe bán chạy nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam bình chọn. Điều đó cho thấy người tiêu dùng Việt đã chấp nhận và ủng hộ sản phẩm của doanh nghiệp Việt, không chỉ đến từ lòng yêu nước, vì màu cơ sắc áo mà vì chất lượng xứng đáng với đồng tiền phải bỏ ra. Không giống như xe sử dụng động cơ truyền thống, cuộc chơi về xe điện không chỉ đơn thuần là tốn kém về chi phí nghiên cứu pin và phát triển những công nghệ thông minh trên xe, mà nó còn là xây dựng cả hệ thống trạm sạc, trạm dịch vụ đổi trả pin đi kèm với những chính sách giá bán ưu đãi để khuyến khích người tiêu dùng từ bỏ thói quen sử dụng động cơ truyền thống sang sử dụng xe điện. Và với cuộc chơi này, liệu có hãng xe nước ngoài nào ở Việt Nam dám bỏ ra hàng tỷ đô la để phát triển và bảo dưỡng duy tu hệ thống trạm sạc riêng cho xe của mình? Và trên hết là khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang xe điện hay không? Câu trả lời là có, nhưng sẽ rất ít. Và một cuộc đào thải cực mạnh sẽ diễn ra trong 10 năm tới ở tại thị trường ô tô Việt Nam. Những hãng xe nào bảo thủ và không chịu thay đổi sẽ sớm phải cuốn gói rời khỏi thị trường ô tô trong nước. Và sắp tới đây, hãng xe Việt sẽ còn tiếp tục chính thức cho ra mắt hai mẫu xe VFE 35 và E36 tại triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles Auto Show. Một triển lãm ô tô lớn nhất trên thế giới, quy tụ tất cả các hãng xe lớn nhỏ. Và chúng ta lại có dịp nở mày nở mặt trước bạn bè quốc tế khi đạt được những thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc đến như vậy. Đối với các nước phát triển, xe điện giờ đây cũng không còn lạ lẫm gì đối với nhiều người. Nhưng với người Việt, xe điện ở năm 2021 còn khá mới mẻ. Nhưng tôi tin chắc rằng năm 2031 xe điện sẽ là phương tiện phổ thông của đại bộ phận đa phần người dân Việt Nam. Và xa hơn thế là phương tiện của người dân trên toàn cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài phân tích của Auto Việt Nam về sự kiện ra mắt chiếc ô tô điện VinFast VFE 34.
Xin hẹn các bạn ở một video khác giới thiệu chi tiết về chiếc xe này.